Và như vậy chúng ta tiếp tục quay trở lại với Master Ball, game chiến thuật hay nhất năm 2018 rồi. Một game có thể nói là càng chơi càng cuốn và càng chúng ta càng chơi chúng ta càng cảm nhận được cái không khí mà chuẩn bị hay là công tác chiến đấu cho một cái cuộc chiến nó như thế nào. Mình đánh giá đây là một game chiến thuật cực kỳ là hay, cực kỳ là ấn tượng. Như vậy là ở này chúng ta đã mở ra được một level mới. Là một con bài mới. Rồi. Rồi. Rất nhiều các cái bây giờ chúng ta có thêm một cái thẻ mới trong này. Như vậy là muốn vào đây chúng ta phải được phải chìa khóa chưa chơi được. Vậy nhiệm vụ hồi chúng ta thì chưa được 1.000 điểm cơ. Bây giờ chúng ta mới có xem nào. 530 gì. Rồi. Vậy chúng ta sẽ phải chiến đấu thêm. Cơ vẫn phải cọ sát thêm với nhiều người nữa thì được 1.000 điểm. Thì chúng ta mới ăn lóc được cái điểm danh để có tiếp tục chơi các cái trong cái phần battle quest. Follow me. Striking. Yeah, đúng rồi. Thua rồi, không công của nó rồi, bắn thần vẫn lên được này, mình vẫn lên được này. Who is next? Mình vẫn lên được này. The rescue is coming. Bung rồi.
Bung rồi. Bung rồi. Không chống được. Rồi chúng ta đến với phần 5 của review Battle Boom. Nghe thì đã thấy hay rồi. Và chúng ta đang hành trình đến với 1.000 điểm. Một cái chặng đường khá là dài. All right. Fire in the hole. Burn to ash. Này, cái này khá là khoai đấy. Có một đạo lên rồi. Chạy rồi, cực kỳ mạnh quá. Đồ pháo xa quá. Đồ pháo xa quá. Đồ pháo xa quá. Ủa, nó sẽ tăng lên rồi. Không ổn rồi. Ready to rouse. Không ổn rồi. Ra ta mới chạy chẳng thua gì. Không ổn rồi. Có chống nó gọi 2 xe, 4 xe lên này. Không là chống được rồi, bung rồi. Bung con mẹ nhà rồi. Không tin rồi. Đua rồi. Sai lầm một trận này nó mới để pháo quá xa. Không hiểm trợ được, không có bộ binh. Đưa rồi, không gọi con lên nữa. Thua còn bị trừ mất 1 điểm nữa chứ. Thế mới đen. Rồi chúng ta tiếp tục. Ông này mạnh 629 mà nó cao hơn mình đấy. Chiến binh thật chứ. I left count.
anh ơi. I'm on it. Căng luôn, trận quá là căng, quá là căng luôn, thẻ còn hết đi mẹ đi, đen vậy đây. Chúng ta chiến đấu tiếp với Borac, khó phết đấy. Ô mày chỉ thủ rồi, đó công rồi. Này đéo công được rồi. None shall stand. Bleed them slow. I'm on it. All right.
Chế độ ghi ra, chế độ gì? Chúng ta thử chơi chế độ xem nào. 2030. Mình cũng chưa biết chơi chế độ đấy gì à? Mình là xanh à? Chắc là bắn hộp. Thua rồi. Chắc là không hay lắm. Rồi ra sẽ chiến đấu tiếp. Từ lại xem nào. Ui dồi ôi, vừa đang có mở cái gì kìa, quên mất chưa lấy ra xem. Coi trận này thì có vẻ ít nhất. I'm on it. I'm on it. I love to camp. Follow me. Tăng rồi. I love to camp. I love to camp.
Ôi, ông này yếu mẹ em nữa. Rồi, đến vậy sẽ tăng. Tăng bao giờ ra? Ôi trời. Cần nữa là ra tăng xe tăng đi củ chuối.